tận tình chăm sóc cho các cây và còn đang yếu thôi. Tất cả những sản phẩm này được chị nghiên cứu rất kỹ lưỡng trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, những cây rau quý giá như thế này phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng và những tìm kiếm rất khó khăn. Chỉ phải ra tận những nơi như quân khu 7 hay là những đường phạm vận động vân vân và vân vân, khu vực vòng quanh cũng được những tìm rất kỹ lưỡng đem về những cây rau ăn rất tốt cho sức khỏe. Vâng, sau khi chúng tôi đánh giá là Việt Nam chúng ta cái lượng rau sạch rất ít thì đã thuê chuyên gia nghiên cứu. Đây là anh Phan Thinh Thăng Cô đến từ Nhật Bản thưa quý vị. Anh có vẻ khá rành tiếng Việt chăng? Hello, anh có thể giới thiệu anh tên gì và cây này là cây gì được không anh? Cây này là cây chanh, mới học được cái từ đó thôi à. Vâng, cảm ơn anh. Cây chanh này ăn nó có vị như thế nào ạ? Chanh này hơi ngọt. Ngọt à? Vâng, đến từ Nhật Bản thì sao ạ? Nhật Bản, vâng. Chắc có lẽ chanh Nhật Bản không khí lạnh cho nên có vẻ trồng ngọt rất dễ đúng không? Để trồng nếu ngọt thêm à. Vâng, pha chung cà phê à? Yes, hay gì? Các cầu thủ Nhật Bản đá banh rất là hay nhờ uống cà phê và pha chanh đúng không? Tôi nhập khẩu về đây và Việt Nam để cho cầu thủ Việt Nam phát triển hơn này. Yes, thank you anh. Vâng, cảm ơn anh có lòng tốt đã đưa ra một ý kiến rất sát chút dành cho các cầu thủ tuyển thủ Việt Nam chúng ta. Vâng, tạm chia tay anh Ashimoto quay trở lại chiến thắng chủ xin. Chị bán chủ xin đang làm gì thế? Chị rất sành tiếng Việt thưa quý vị. Chị có thể buông ra một câu rất dễ thương. Thôi bớt giỡn đi quý vị. Chúng tôi trở thành video clip này. Không biết có khán giả nào nhìn và gửi cho bụng và báo rằng chúng tôi bị khùng hay không. Vì lý do cách ly tạm thời mùa dịch này không biết làm gì. Chỉ biết đưa ra những MV clip với chất lượng cao và đầu tư rất kỹ lưỡng cho tất cả quý vị xem. Vâng, các chuyên gia về vật lý học cũng như hóa học và tâm sinh lý đang trồng trọt rất là tích cực để cho ra những sản phẩm rau quả rất hiệu quả trong thời gian lý dịch để tăng cường sức khỏe và sức đề kháng cho quý vị và các bạn thân mến. Và chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị và các bạn nha. Có lẽ thời lượng dành cho chương trình chúng tôi cũng đã tạm dừng. Có thể gặp camera quay cho em một xíu cho khán giả biết mặt em. Vâng, rồi tôi đã thực hiện xong một cái video clip về cây trồng sức khỏe và sinh sản khá lộn và sức khỏe cuộc sống của chúng ta trong mùa dịch. Và rất mong sẽ có những bài học ý xác và bổ ích cho tất cả quý vị xem chương trình ca nhạc có đất ăn. Xin chào tất cả chương trình sức khỏe và đời sống chúc hôm nay. Và chúng tôi xin chúc cho tất cả quý vị và các bạn thân mến.